Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Vân. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay Vân lại mang đến cho các bạn một siêu phẩm, đó chính là chiếc Fortuner đời 2018, máy dầu số tự động, nhập khẩu nguyên con, xe cá nhân biển Sài Gòn, hồ sơ pháp lý nguồn gốc rõ ràng. Hiện tại xe đang được chào bán với giá 948 triệu, giá vẫn còn thương lượng cho anh em vui vẻ thiện chí nha. Có hỗ trợ các bạn vay trả góp qua ngân hàng luôn, thủ tục cũng rất là nhanh chóng và gọn gàng. Các bạn quan tâm xe này thì gọi ngay cho Vân nha. Kênh YouTube của Vân thì chỉ làm những xe đẹp, xe chất thôi nha các bạn, tuyệt đối không làm những xe xấu, xe lỗi. Rồi phần nội thất thì được trang bị ghế da màu nâu da bò, còn rất là mới nha các bạn. Xe được trang bị rất là nhiều đồ chơi, camera 360 độ, gập gương tự động, loa súp, dán phim lót sàn. Vân có thu mua ô tô cũ luôn nha. Các bạn nào có bán xe cũ thì alo cho Vân, Vân sẽ thu mua với giá tốt nhất luôn. Chúng ta sẽ xem qua hàng ghế sau một chút. Ghế sau cũng còn rất mới, trần xe cũng rất sạch sẽ và được trang bị màn hình gối đầu luôn nha các bạn. Rồi các bạn nào quan tâm xe này thì gọi ngay cho Vân nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.